Hoa Kỳ thừa nhận hoạt động vào tháng Giêng giết chết con tin Hoa Kỳ và Ý, tin từ Washington, DC. Tòa Bạch Ốc thông báo, bác sĩ người Hoa Kỳ Warren Weinstein và công dân Ý Giovanni Loporto bị Al-Qaeda bắt làm con tin ở khu vực biên giới Pakistan và Afghanistan đã bị thiệt mạng trong một hoạt động chống khủng bố của Hoa Kỳ vào tháng Giêng vừa qua. Tòa Bạch Ốc nói thêm rằng, hoạt động trên cũng đã tiêu diệt được một thủ lãnh người Hoa Kỳ của Al-Qaeda là Ahmad Farouk. Một thành viên của Al-Qaeda khác là Adam Gada cũng bị thiệt mạng trong một thông cáo bằng văn bản, Tòa Bạch Ốc bày tỏ nỗi đau trước cái chết của hai con tin và nói rằng Hoa Kỳ không có lý do gì để tin rằng con tin có mặt tại căn cứ Al-Qaeda mà hoạt động nhắm tới. Ông Weinstein bị bắt cóc ở Lahore, Pakistan vào năm 2011 trong khi làm việc cho một hãng tư vấn của Hoa Kỳ. Al-Qaeda đã yêu cầu đổi ông lấy các thành viên của nhóm phiến quân Hồi giáo đang bị Hoa Kỳ giam giữ. Trong các đoạn phim được công bố vào tháng 5 năm 2012 và tháng 12 năm 2013, ông Weinstein đã kêu gọi Tổng thống Obama can thiệp và nói ông bị bệnh tim và hen suyễn. Còn nhân viên cứu trợ Ý Lô Porto bị mất tích ở Pakistan từ tháng Giêng năm 2012. Tòa Bạch Ốc không miêu tả hoạt động chống khủng bố, nhưng tạp chí Wall Street đưa tin rằng đây là vụ việc được biết đầu tiên mà Hoa Kỳ vô tình giết chết con tin trong một cuộc không kích bằng phi cơ không người lái.